Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125i 2023, nâng cấp dàn chân bằng những cái mảnh ghép thú vị. Cái chiếc quay 125i 2023 hôm nay là một trong những cái mẫu xe mới nhất mang cho mình nét đẹp vô cùng thanh thoát và quyển chuyển, khi cho mình những mảnh ghép thú vị nơi vị trí dàn chân. Chắc chắn những anh em đang đam mê cái mẫu xe này sẽ cảm thấy thú vị khi nhìn ngắm em ấy. Vị trí cái gù tay lái được ghép bằng cái gù của Kanui, gam màu xanh dương liền lạc một cách hoàn hảo với tổng thể cái chiếc quay hôm nay. Nhìn cũng rất là gọn gàng, thẩm mỹ khi so với những cái bộ gù tay lái nguyên bản mà Honda đã trang bị cho cái mẫu xe này. Ta thắng một cái sản đến từ của 8.1 Racing làm từ liệu nhôm CNC cao cấp, có tích hợp luôn cái bình dầu tương tự như cụm dầu sim nên khi gắn không cần phải trang bị thêm cái bình dầu rời. Cái nấm chỉnh phía sau cái cụm thắng cho phép người dùng có thể điều chỉnh cái độ xa gần phần ta thắng. Mặt tiền của chiếc của Y hôm nay được làm đẹp bằng hai yếu tố sắc sảo, chính là chỗ đèn của SimFast 2 tầng đi cùng với cái dải đèn định vị LED có tích hợp hiệu ứng xi nhan. Cây bố rẻ hiệu ứng từ cái dải đèn này sẽ có phong cách chạy giống y hệt như cái đèn xi nhan của những hãng xe như Audi. Theo thắng trước là của 8.1 Racing Brit có tới là 4 piston nhưng kích thước nó vô cùng là nhỏ gọn, phù hợp để lắp đặt trên nhiều cái mẫu là phân khối nhỏ mà không cần phải lo sợ tới cái nguy cơ bị cạc cứng với phần nan mâm. Vốn dĩ có khả năng hãm phanh vượt trội, nay hiệu năng còn tốt hơn khi được tối ưu bật cái đĩa thắng là 220 đi cùng dầu heo bấm độ S. Dàn chân trước sau với cái sự hiện diện của cái mâm AT Racing 1.4 trước và 1.6 phía sau, làm từ hợp kim nhôm đúc nhưng cái mẫu mâm này được sản xuất và xử lý sao cho nó có diện mạo chống hệt như cái dòng mâm CNC cao cấp hiện nay. Cái dàn chân sau được cố định bởi cái phần cấp nhôm dài hơn cấp sim đi cùng với phục âu lình cái mã HO 67. Dĩ nhiên anh em thấy cái cặp phục này có cái độ nghiêng nhỉnh hơn so với bình thường, vị trí cái chân phục ở bên dưới cái bộ cấp nhôm hiện tại đã xa hơn cho bằng cấp nguyên bản. Khi chúng ta nhìn kỹ hơn thì có thể thấy tổng thể cái chiếc của Y hôm nay được người chủ làm đẹp bằng rất nhiều những món phụ kiện gia công riêng từ nhôm CNC như cái má đùm, cái nắp đầu bò, ốp nội vân, có bô thì thay bằng cái cũ của titan, màu sắc nó vô cùng sặc sỡ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Vairo chọn kiển đẹp cá tính với những món đồ chơi ai cũng thích thú. Cái chiếc của đồ hôm nay đến từ một cái bạn tên là Danh, một trong những người nói lên ý tưởng trao chuốt con xếp cưng này. Để ra đời một cái chiếc xe đập đá thế này thì người chủ đã mất nhiều đêm để nghiên cứu ra trang bị những gì cho em ấy, và chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Trải qua quá trình thay mới cái cụm thắng như là Racing Boy, Rambo hay là Racing, hôm nay người chủ chọn một cái hiệu là cực kỳ mới mẻ đến từ Alin ở bên xứ Đại, đi cùng với một cái bình dầu khói trong suốt mang cho mình một cái cảm giác bước thắng là nhịp nhàng và êm dịu hơn, đó là Mỹ cũng vượt xa cái cụm Zin. Người chủ tinh tế trang bị luôn cái cụm con của Alin để điều tiết thắng đường Mỹ sau, nó vừa có cảm giác phanh tốc hơn mà còn tạo cái sự liên lạc với cụm thắng bên kia. Sự có mặt của bộ cụm này làm cho diện mạo tay lái trở nên hoàn hảo và cân xứng hơn rất nhiều. Ở cái bộ mặt nạ phía trước, thay vì chơi những cái biển số titan như anh em khác thì người chủ để chấm và điểm xếp vào đó là cái logo của xứng độ do anh ta làm chủ. Sau khi tìm hiểu xong thì chúng ta đang thấy đi sâu vào phần nhà tay lái. Chi tiết đầu tiên chúng ta thấy thú vị chính là cái cụm cạp Dono hàng ra dưới để cút gắn hành trình ra. Bên cạnh là cái cụm đệm Dono nhỏ gọn giúp tối ưu được cái phần không gian cho chiếc cụm ga ngoài cỡ. Chết người chủ còn khéo léo lựa chọn hai ống gạt cái màu xanh liền lạc với những chi tiết nhựa xung quanh. Tiếp đến ở bên trái tay lái chúng ta thấy được cái cụm công tắc của cái dòng lạnh CB 610. Ngoài trừ cái sự sắc sảo hơn cụm xin, nó còn bố trí thêm nút bấm xin và cái đèn ưu tiên nhằm tạo cái sự tiện lợi cho người tiêu dùng khi đang lưu thông. Dàn chân trước nó cứng cắp hơn rất nhiều nhờ vào cái mâm Raceo 8 cây gắn như zin dành cho dòng Prado. Cái mâm trước mình còn phát hiện thêm cái lồng đĩa nhôm CNC để dùng cho cái chiếc đĩa của Rambo Oro. Cái dòng đĩa này hiệu sức thắng cũng ưu việt nhưng là hiếm người chơi. Nhưng chi tiết đen tiền đã khiến cái hệ của Rambo còn hệ của Prado trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tải dầu được truyền dẫn cầm dầu heo bấm độc thái. Trên có một cái chiếc đầu bóng titan được gia công riêng làm điểm nhấn. Lốc nòn của chiếc xe hôm nay được bung ra và sơn lại cái gam màu đen bóng sạch sẽ hơn. Bên trên logo Honda được sơn cái gam màu xanh đồng điệu với những dốc titan bên cạnh. Bên bộ lốc nòn này độc đáo hơn còn có ốp lọc gió SimFast để lộ ra cái lọc gió của BMC đỏ rực trông cũng hấp dẫn. Cái dàn chân sau lên cái bộ Crespo tiêu vàng sang trọng, một cái dòng phục mới được ra mắt thị trường Việt Nam gần đây khoảng 2 năm nhưng đã được sự săn đón rất nhiều từ anh em chia sẻ.
giáo phục những cái ảnh rai cũng rất đẹp, tên là cái Michelin Logic 2. Nó vừa tạo cái dáng đẹp mà còn có độ bóng được cũng khá tốt. Bỏ đi cái phần lông bô xin, người chủ đã điểm xiết lông bô bằng cái tem của Levin Titan bắt mắt hơn. Do đang đi cấu hình là bộ nồi, lông bô quý xe được xử lý lại phần cổ, hai bằng cổ của Titan kích thước lớn hơn nhằm đạt hiệu suất tốt nhất. Bộ nồi chiếc xe được thay bằng những cái bốc phụ tùng hiệu suất cao, tăng cái chút độ bắt và hạn chế tối đa hiện tượng bị rung nồi. Những chi tiết giữa bóng được sơn đen hoàn toàn, ánh lên như hạt candy là lục bảo đẹp mắt. Nó được phối cùng chiếc cái màu xanh dương đậm, tăng cái sự độc đáo và huyền bí cho cái chiếc xe này. Anh em thấy chiếc xe này thế nào? Cảm ơn các bạn hãy giải đáp này để kia tiếp, nhớ like, share, subscribe.